Chương trình tối hôm nay gồm có Cuộc thanh trừng tướng lĩnh Nga ẩn sau lý do chống tham nhũng Nga tung ra chiến đấu cơ mới chống lại F-16 của Ukraine Nga có thể bắt đầu làn sóng huy động mới trước cuối năm Tổng thống Putin ký xác lệnh cho phép tịch thu tài sản Hoa Kỳ ở Nga Trung Quốc lên kế hoạch xâm chiếm Đài Loan vào tháng 6 Hoa Kỳ hạn chế thị thực cho Georgia vì dự luật nước ngoài. Israel sẽ nghiền nát Hamas bất chấp tòa án công lý quốc tế ngăn trở. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả quay trở lại với bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ 6 ngày 24 tháng 5 Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối bình an. Ngay sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các quan chức chính phủ của Nga cũng như các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng đã nói với trang tin The Moscow Times cho rằng các vụ bắt giữ gần đây năm tướng lĩnh hàng đầu của Nga có thể chỉ là vụ đầu tiên trong số hàng chục nhân vật quân sự sẽ bị bỏ tù trong một cuộc thanh trừng sâu rộng của cơ quan an ninh. Được coi là một nỗ lực nhằm ngăn chặn nạn tham nhũng trong quân đội. Cơ quan an ninh Liên bang Nga là FSB đang truy quét các tướng lĩnh cấp cao. Mục đích thực sự có thể là sự đổ lỗi cho bộ chỉ huy của Nga về cuộc xâm lược Ukraine bất thành vào năm 2022, đồng thời giành lại khả năng nắm quyền kiểm soát về việc phân bổ quân đội với những ngân sách khổng lồ. Tất cả những sự kiện đang diễn ra hiện đều có sự chấp thuận ngầm từ giới chóp bu của điện Kremlin. Tuy nhiên, các vụ bắt giữ có nguy cơ khiến quân đội rơi vào tình trạng hỗn loạn, do đây là thời điểm Moscow đang tìm cách lợi dụng tình trạng thiếu vũ khí của Kyiv và tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Đang có một cuộc dọn dẹp quyết liệt được tiến hành. FSB đang truy quét đội ngũ của Sergei Sogu. Loại hoạt động này chỉ có thể được thực hiện khi có sự chấp thuận của cấp cao nhất. Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói với trang tin The Moscow Times. Cuộc thanh trừng dường như là đỉnh điểm của đấu đá nội bộ trong thời chiến và cạnh tranh để giành nguồn lực giữa các cơ quan an ninh và bộ quốc phòng, đánh dấu một chiến thắng của FSB trong việc lấy lòng Tổng thống Putin, vốn là một cựu nhân viên của KGB, là tiền thân của FSB ngày nay. Trong hai tuần, kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Sugu bất ngờ bị lật đổ, có tới 5 tướng lĩnh cấp cao đã bị bắt vì các vụ hối lộ hình sự. Một quan chức chính phủ Nga nói với The Moscow Times rằng khi những vụ bắt giữ này có đà phát triển, chúng có thể mở rộng thành các cuộc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại. Quan chức chính phủ Nga cho biết, tôi nghĩ đến cuối năm nay, hàng chục, có thể hàng trăm người thuộc các cấp bậc khác nhau sẽ bị bắt giữ trong tất cả các đơn vị của bộ quốc phòng. Một nguồn tin thân cận với bộ nói với tờ Moscow Times rằng các nhân viên an ninh phụ trách điều tra tham nhũng đã đến thăm trụ sở của Trung tâm Quản lý Quốc phòng thuộc lực lượng vũ trang Nga trên kè Frunzenskaya ngay cả trước khi vụ bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng là ông Timur Ivanov được công bố vào cuối tháng 4. Điện Kremlin đã nhanh chóng khẳng định rằng các vụ bắt giữ không gì khác hơn là kết quả của công việc đang diễn ra nhằm loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng ở mọi cấp chính quyền người phát ngôn của ông Putin, ông Dmitry Peskov cho biết vào hôm thứ Năm, đây là công việc thường xuyên và nhất quán để chống tham nhũng, chứ không phải là một chiến dịch. Nhưng mặc dù các phương tiện truyền thống độc lập, các phe đối lập và các nhà quan sát quốc tế đã đưa tin về tình trạng tham nhũng tràn lan trong quân đội trong nhiều năm qua, và các blogger ủng hộ chiến tranh của Nga cũng đã chỉ trích việc tham nhũng trong quân đội trong suốt cuộc chiến tại Ukraine, thì việc bắt giữ các tướng lĩnh vì tội tham nhũng mới chỉ bắt đầu từ ngày Sugu thuyên chuyển công tác. Ngay sau khi tướng Ivanov bị bắt, các nhà điều tra cho biết cuộc điều tra về công việc của vị tướng này đã được tiến hành hơn 5 năm qua. Nhấn mạnh thực tế là chính quyền đã biết về tình trạng tham nhũng của quân đội từ lâu trước khi xảy ra vụ bắt giữ mới nhất. Có rất nhiều thông tin về các âm mưu tham nhũng trong Bộ Quốc phòng, các vụ án hình sự trồng chất nhưng trong khi Sogu là một bộ trưởng và có ảnh hưởng to lớn, các nhà điều tra đã không được phép truy đuổi họ, một quan chức chính phủ thứ hai nói với trang tin The Moscow Times. Chiến dịch do điện Kremlin ủy quyền cho an ninh FSB đã thể hiện rằng các cơ quan an ninh đang chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa hai cơ quan hàng đầu trong thời chiến là quân đội và FSB. Nguồn tin cho biết, phải có một bên duy nhất chịu trách nhiệm về sự thất bại của cuộc xâm lược. Như vậy, phải có một con dê thế tội được nêu lên để mọi tội lỗi đổ lên đầu, hoặc là các cơ quan an ninh từng tham gia vào hoạt động tình báo, phân tích dữ liệu về cuộc chiến và hứa với tổng thống Putin về một chiến dịch thắng lợi nhanh chóng nhưng đã bị thất bại. Hoặc là đội quân thứ hai của thế giới được tuyên truyền về sức mạnh vô song sẽ mang lại chiến thắng, nhưng hóa ra chỉ là những con hổ giấy và đang thảm bại. Mặc dù cuộc cải tổ sau lễ nhậm chức vào tuần trước đã chứng kiến việc loại bỏ cả Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nikolai Patrushev, điều phối viên của các cơ quan an ninh, và ông Sugu, người đứng đầu quân đội. FSB dù sao cũng đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Ngoài ra các quan chức của FSB cũng có thể được thăng chức và khen thưởng vì cuộc chiến chống tham nhũng của họ trong cơ quan quyền lực. Như vậy, nhiệm vụ của FSB sẽ bố trí người của mình và kiểm soát những khu vực có ngân sách lớn. Thưa quý vị, các nguồn tin của Nga và Ukraine cho biết, một đoạn video mới lan truyền trên mạng xã hội đang quay lại các cảnh chiến đấu cơ Su-30 nâng cấp của Nga được trang bị hỏa tiễn mới. Bối cảnh video này xuất hiện trong khi Kyiv đang chờ đợi những chiếc phi cơ F-16 đa nhiệm đầu tiên do Hoa Kỳ sản xuất sẽ tham gia chiến đấu. Hãng truyền thông Top War của Nga đã tuyên bố các cuộc thử nghiệm chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM2 được trang bị hỏa tiễn siêu thanh tầm xa loại R-37 là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của F-16 do Hoa Kỳ sản xuất. Báo cáo viết, các phi công Nga đã cho thấy họ sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện chiến đấu cơ của NATO và sẽ đối kháng một cách đàng hoàng phi cơ Su-30 SM-2 là phiên bản sửa đổi của loại Su-30 của Nga. Truyền thông nhà nước Nga mô tả các chiến đấu cơ này được trang bị hệ thống điện tử hàng không tinh vi, bao gồm cả radar để tăng cường khả năng phát hiện và xác định mục tiêu ở tầm xa hơn. Trong cùng ngày, ông Ilya Yablavs, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, đã cho biết các chuyên gia F-16 đầu tiên của Ukraine đã trở về Ukraine sau khóa huấn luyện quốc tế khi Ukraine đưa các chiến đấu cơ F-16 xuất kích, các phi công của họ sẽ có thể hoạt động từ khoảng cách xa hơn, tiêu diệt các hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga dễ dàng hơn và đẩy các phi cơ của Nga hoạt động xa tuyến tuyến hơn. Dù không phải là vũ khí hủy diệt, nhưng loại phi cơ này sẽ khiến các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trở nên khó thực hiện hơn, gây nguy hiểm cho tài sản của Nga và phá bỏ ưu thế của Nga trên không. Thưa quý vị, vào tháng 9 năm 2022, Tổng thống Putin đã tuyên bố huy động 300.000 binh sĩ. Sau đó bước đi này đã gây ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng trong nước khi hàng trăm nghìn người Nga đã bỏ trốn để tránh quân dịch. Kể từ đó điện Kremlin đã cố gắng thuyết phục nam giới ký hợp đồng với quân đội, đưa ra mức lương hậu hĩnh. Như vậy theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, Nga có thể sẽ tuyển mộ khoảng 30 đến 40.000 binh sĩ mỗi tháng. Bất chấp tổn thất nặng nề, quân đội Nga vẫn đông hơn 15% so với điểm ban đầu khi cuộc xâm lược vào Ukraine nổ ra. Trang tin Financial Times đã trích dẫn một nguồn tin để duy trì lợi thế trên chiến trường, người Nga có thể sẽ sớm phải vượt ra ngoài chiến lược tuyển dụng sáng tạo của họ bằng cách buộc phải phát động một làn sóng huy động khác vào cuối năm nay nếu muốn tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau, một làn sóng huy động một phần mới sẽ không thể tránh khỏi. Một nhân vật giấu tên tiết lộ với trang tin Financial Times, người này cho biết, chừng nào Điện Kremlin còn tránh được một làn sóng huy động mới thì một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào mùa hè này sẽ không thể thực hiện được. Ông nói thêm, chính quyền Nga ít nhất là vào thời điểm hiện tại vẫn sẵn sàng hy sinh một số thành công trên chiến trường để bảo vệ phần còn lại của xã hội khỏi cuộc chiến tranh. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin vào hôm thứ Năm đã ký một sắc lệnh cho phép Moscow nắm quyền kiểm soát tài sản của Hoa Kỳ như một khoản bồi thường cho bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào của Nga bị phong tỏa ở Hoa Kỳ. Washington và các đồng minh châu Âu đã tịch thu hoặc phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản tài chính của Nga ngay sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine để đáp lại những biện pháp trừng phạt đó, Moscow đã chuyển tài sản của nhiều nhà đầu tư nước ngoài sang các tài khoản đặc biệt không thể chuyển ra ngoài nước Nga nếu không có sự chấp thuận của Điện Kremlin. Nghị định vào hôm thứ Năm đã chỉ thị cho Ủy ban Nhà nước của Nga về giám sát đầu tư nước ngoài, xác định các loại tài sản của Hoa Kỳ mà chủ sở hữu quyền của Nga có thể tìm cách tịch thu thông qua tòa án như một khoản bồi thường cho tài sản bị phong tỏa ở Hoa Kỳ. Nghị định liệt kê bất động sản, tài sản cá nhân, chứng khoán, cổ phiếu và quyền tài sản là những tài sản tiềm năng thuộc sở hữu của Hoa Kỳ có khả năng bị tịch thu. Chính phủ Nga đã được chỉ thị thực hiện những thay đổi pháp lý cần thiết cho phép tịch thu tài sản của Hoa Kỳ vào cuối tháng 9. Vào năm ngoái, tổng thống Putin đã bật đèn xanh cho việc nhà nước tạm thời tiếp quản các chi nhánh của tập đoàn năng lượng khổng lồ là Uniper của Đức và Fortum của Phần Lan để đáp trả những hành động không thân thiện của Hoa Kỳ. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, Ấn phẩm Global Press trích dẫn các nguồn tin riêng của mình từ các nhân viên truyền thông Trung Quốc cho rằng, quân đội đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên kế hoạch tấn công đảo Đài Loan vào đầu tháng 6 năm nay. Các nhà báo cho rằng, đây không chỉ là vô trường thành thế mà là sự chuẩn bị cho các hoạt động quân sự nhằm chiếm hòn đảo, Bắc Kinh chính thức đang thắt chặt giọng điệu đối với Đài Bắc, cũng như các nước phương Tây hỗ trợ người dân trên hòn đảo này. Trung Quốc bước sang ngày thứ hai của cuộc tập trận quân sự nhắm vào Đài Loan, nhằm kiểm tra khả năng thực chiến của quân đội nước này. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố, đó là sự trừng phạt đối với các hành động đi khai sau lễ nhậm chức của Tổng thống lại thành Đức vào hôm thứ Hai. Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị quân đội Trung Quốc thuộc lực lượng không quân, hỏa tiễn, hải quân, lục quân và lực lượng bảo vệ bờ biển, với các bản đồ hiển thị gần đúng 5 khu vực mục tiêu trên vùng biển xung quanh đảo chính của Đài Loan, Bộ này cho biết Trung Quốc đã cử 19 tàu chiến đi vòng quanh chu vi Đài Loan, 16 tàu cảnh sát biển và 49 chiến đấu cơ, trong đó 35 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến, biên giới trên thực tế giữa Trung Quốc và Đài Loan. Để đáp trả, Đài Loan đã điều động phi cơ phản lực, đặt lực lượng trong tình trạng báo động và di chuyển các hệ thống hỏa tiện chống hạm tới các khu vực ven biển. Thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ áp đặt các hạn chế về thị thực và xem xét lại mối quan hệ với Georgia về dự luật đặc vụ nước ngoài gây tranh cãi đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trầm trọng gần đây ở nước này ngoại trưởng hoa kỳ antony blinken vào hôm thứ năm cho biết các hạn chế về thị thực sẽ áp dụng đối với những cá nhân chịu trách nhiệm phá hoại nền dân chủ ở georgia và các thành viên gia đình của họ sự ủng hộ của hoa kỳ đối với nền dân chủ của georgia là lâu dài và là nền tảng cho mối quan hệ song phương của chúng ta bất kỳ ai phá hoại các tiến trình hoặc thể chế dân chủ ở georgia bao gồm cả trước, trong và sau cuộc bầu cử tháng 10 năm 2024 ở Georgia, đều có thể bị coi là không đủ điều kiện xin thị thực Hoa Kỳ theo chính sách này và bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ông Blinken nói trong bản tường trình. Ông Blinken cho biết luật đề xuất sẽ hạn chế quyền tự do lập hội và biểu đạt của người Georgia, đồng thời cản trở các tổ chức truyền thông độc lập hoạt động nhằm cung cấp cho người Georgia quyền truy cập vào thông tin chất lượng cao chúng tôi vẫn hy vọng rằng các nhà lãnh đạo georgia sẽ xem xét lại dự thảo luật và thực hiện các bước để tiếp tục thực hiện khát vọng dân chủ và châu âu đại tây dương của quốc gia họ khi chúng tôi xem xét mối quan hệ giữa hai nước chúng tôi sẽ tính đến các hành động của georgia để đưa ra quyết định của riêng mình ông nói các nhà phê bình đã cáo buộc đảng Giấc mơ Georgia nắm quyền từ năm 2012, lấy cảm hứng từ luật pháp Nga, được sử dụng để dập tắt bất đồng chính kiến. Sau khi dự luật được thông qua ngày 14 tháng 5, hàng nghìn người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội ở trung tâm Tbilisi. Thưa quý vị, Israel cho biết họ đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khi Tòa án Công lý Quốc tế ICJ ra phán quyết vào hôm thứ Sáu về yêu cầu ra lệnh chấm dứt chiến tranh ở Gaza chính quyền Jerusalem đã phản hồi trong một tuyên bố đành thép, không có quyền lực nào trên trái đất có thể ngăn cản Israel. Nam Phi đã kiến nghị lên Tòa án Công lý Quốc tế ICJ về các biện pháp khẩn cấp để ra lệnh cho Israel chấm dứt các hoạt động quân sự ở giải Gaza, bao gồm cả ý đồ tấn công vào thành phố Rafah. Các phán quyết của ICJ, cơ quan xét xử các tranh chấp giữa các quốc gia, có tính ràng buộc nhưng lại không có quyền thực thi. Một ví dụ rõ nét là Tòa án ICJ từng đã ra lệnh cho Nga ngừng xâm lược Ukraine nhưng vô ích. Tuy nhiên, một phán quyết có khả năng chống lại Israel sẽ làm tăng áp lực pháp lý quốc tế sau khi công tố viên hàng đầu của Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết vào hôm thứ Hai rằng ông đang xin lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo hàng đầu của Israel và Hamas. Trong các phiên điều trần tuần trước, Nam Phi cáo buộc cuộc diệt chủng của Israel ở Gaza đã đạt đến giai đoạn mới và khủng khiếp với cuộc tấn công vào Rafah, nơi có nhiều thường dân đã đến trú ẩn. Vowen Lu, luật sư của Nam Phi, lập luận rằng chiến dịch Rafa là bước cuối cùng trong việc hủy diệt Gaza và người dân Palestine tại đây. Luật sư hàng đầu của Israel, Gilad Noam đã phản bác, gọi đi gọi lại một điều gì đó là diệt chủng, không có nghĩa là nó diệt chủng. Lặp lại một lời nói dối, không có nghĩa là nó trở thành sự thật. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 Giây Tinh Hoa đến đây đã kết thúc một lần nữa phạm dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sáng mai